Xin chào các bạn. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đến với cái bài học gọi là thủ tục mở quán nhậu gồm những gì. Thì chắc chắn đây cũng là một trong những cái bài hiệu quả đối với một số bạn vẫn còn rất mới. Thì thủ tục mở quán nhậu cần nhiều bước, trong đó chắc chắn không thể thiếu là các khâu đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế và chuẩn bị một số loại giấy tờ khác cần thiết. Thì để hợp thức hóa một cái quán ăn và được nhận những cái quyền lợi nhất định thì bạn cần phải tìm hoàn tất thủ tục mở quán nhậu. Những thủ tục này tuy không quá phức tạp nhưng cần phải tìm hiểu thật kỹ càng. Vậy thủ tục mở quán nhậu gồm có những gì? Thứ nhất là đăng ký kinh doanh. Trước khi đăng ký, các bạn cần phải xác định cụ thể mô hình bạn kinh doanh phù hợp với loại hình nào. Chẳng hạn, quy mô quán nhậu trung bình và vừa thì thường ứng với loại mô hình hộ kinh doanh. Còn quy mô nhỏ đến rất nhỏ thì thường được xếp vào loại cá nhân kinh doanh. Thì ngay sau những bước hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như mua sắm nguyên vật liệu và thuê nhân viên nếu có, thì bạn cần phải tiến hành đăng ký kinh doanh ngay ở bước tiếp theo. Thì các bước đăng ký sẽ bao gồm là các bạn sẽ điền vào cái đơn đăng ký kinh doanh và gửi đến cơ quan có liên quan tại địa phương, cấp huyện hoặc cấp quận, với đầy đủ các thông tin gồm có như là địa điểm mở quán, ngành nghề, số vốn bỏ ra, số chứng minh nhân dân và chữ ký của người cá nhân đứng ra thành lập. Thì sau 5 ngày kể từ khi nhận được đơn thì cơ quan chức năng có liên quan sẽ đề nghị chỉnh sửa hoặc bổ sung nếu có sai sót, và sẽ cấp gọi là cấp cái giấy biên nhận cùng cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đã đầy đủ yêu cầu hợp lệ. Thì đây được xem là một cái bước quan trọng hàng đầu trong quá trình làm thủ tục mở quán nhậu. Thì người kinh doanh cần phải chủ động thực hiện, bởi khi có kiểm tra đột xuất thì nếu bạn không xuất trình được cái giấy phép này thì có thể bạn sẽ bị liệt vào cái danh sách hộ kinh doanh trái phép. Thứ hai là chúng ta phải đăng ký thuế. Ở đa số các địa phương, cán bộ thuế sẽ đến tận nhà để hỗ trợ chúng ta làm thủ tục đăng ký thuế. Thì tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ gồm có là bản sao giấy phép kinh doanh lúc nãy mình đã đề cập, bản sao chứng minh nhân dân của người chủ có công chứng của địa phương. Thì thông thường loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp là thuế môn bài, với mức thu phụ thuộc vào số lượng vốn đầu tư và thu nhập trung bình hàng tháng. Thì sau khi đã kê khai đầy đủ các khoản thì bạn có nghĩa vụ phải đóng thuế hàng tháng hoặc hàng năm tùy vào cái loại thuế mà mình đóng. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khác. Thì kinh doanh quán nhậu nói chung và quán ăn cũng như là nói riêng, thì chất lượng và sự an toàn từ nguồn nguyên liệu là cái yếu tố quan trọng để quyết định sự sống còn hay thành bại của quán. Vì vậy mà ngoài cái giấy phép kinh doanh, thuế, thì bạn cần phải chuẩn bị một số giấy tờ khác như là giấy phép hoạt động, đăng ký thuế. Bạn cần phải thủ sẵn trong tay một số loại giấy tờ cần thiết khác như là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy kinh doanh thuốc lá, rượu bia nếu như bạn có nhu cầu bán những mặt hàng về bia rượu, hoặc là giấy phép kinh doanh thuốc lá nếu như bạn có bán những mặt hàng thuốc lá. Ngoài ba bước cơ bản như trên mà mình đề cập thì người kinh doanh còn phải trải qua một số bước khác để hoàn thành cái thủ tục mở quán nhậu một cách chỉnh chu đầy đủ. Ví dụ như các bạn phải đăng ký tạm trú, tạm vắng nếu như có người ở lại quán. Các bạn phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, cam kết không lấn chiếm vỉa hè tùy vào điều kiện và yêu cầu của từng địa phương khác nhau. Thì nếu các bạn xem các yếu tố như là xây dựng, sắm sửa nguyên vật liệu, trang trí quán là phần cứng, thì các thủ tục hành chính vừa rồi được xem như là phần mềm bắt buộc phải có để hoàn tất quá trình mở quán nhậu. Thì việc làm các thủ tục này tuy là mất thời gian nhưng đó là nghĩa vụ. Cũng đồng thời là quyền lợi của các cá nhân và hộ kinh doanh được bảo vệ theo quy định của nhà nước. Từ đó thì công việc mở quán của các bạn mới được quản lý dễ dàng và mới suôn sẻ hơn. Thì đó chính là những thủ tục cơ bản mà các bạn cần phải tuân theo và cần phải thực hiện. Xin cảm ơn.